nhiêu to putain. Bữa nay đi làm răng nha cả nhà. Cả nhà thấy không? À, bây giờ cái khu rừng ở Cam Re thành phố này giờ còn cái nhánh không? Thành phố mua con vịt, tiếp tục mua con vịt vắng tanh. Mình ngồi xe nó tưng tưng, cả nhà thông cảm nha. Này thành phố mua con vịt quá trời vắng tanh luôn nha cả nhà. Không có bóng người qua mà cũng ít cái xe chạy nữa. Từng từng cả nhà mình đừng buồn nghe, thông cảm ngồi trên xe. Hai bên dãy phố xe nằm ngủ, người thì không có qua lại. Bình thường là lúc này là người ta đi dữ lắm, đi ra đi xem mấy cái tiệm để vô mua đồ cadeau Noel, Nouvelon là Tết Tây á. Mà bây giờ đường vắng tanh quẹo, cả nhà mình thấy không, vắng tanh hết. Này ra tới phố rồi nha, ra tới thành phố Cam Re, cái nhà thờ lớn bên đây là cái ti bưu điện đó, ti bưu điện quá trời vắng tanh luôn. Ở nhà thờ này nay có người chết. Đường phố vắng tanh, không có tiệm nào mở cửa hết. Tiệm nào cũng đóng cửa hết cả nhà ơi. Chết rồi. Noel sắp tới mà vậy là người ta chết luôn. Chỉ có tiệm thuốc tây mở cửa thôi, còn tất cả đóng cửa hết. Cả nhà nãy giờ thấy có người qua lại không? Đâu thấy ai đúng không? Đó, phố vậy mình quẹo qua bên đây. Đường này mình hay đi mình quay, giờ vắng tanh. Đường này đi xuống là nhà bạn, đường quẹo đây là đi nhà khoa làm răng. Này quẹo xuống. Là bas je sais pas s'il y a de la place. Ouais. Tới chỗ rồi nha cả nhà. Nhưng mà đậu xe ở đây rồi mới đi bộ lại. Dạ chưa tới giờ ngồi trên xe. Đang ngồi xe cả nhà. Ra ngoài lạnh lắm. Bước xuống xe đi chừng một cái căn nhà tường đỏ đỏ này nè. Đó là cái chỗ nha khoa làm răng đó. Ở đặng có người đang mà bấm chuông gọi đặng vô làm răng. Mình thì chờ tới 2 giờ. Đúng 2 giờ là mình mới vô. Giờ thì chưa. Trời hôm nay có nắng nhưng ở ngoài có gió nha cả nhà.
Đây là dãy phố chỗ mình đi làm răng. Hello ông xã. Đây là tài công, tài xế xe cũng đi làm răng với mình luôn. Ở nhà biết hai người làm hôm vừa rồi là bao nhiêu tiền không? Hai người là 1.000 euro. Là bữa nay đi hai người nữa chắc cũng khoảng 500. Mỗi một tuần vậy là 500, 1.000. Mỗi lần đi làm là tính tiền, mỗi lần đi làm tính tiền chứ không phải đi làm mà tính một lần rồi đi làm hoài đâu, không có giống, không phải vậy nha cả nhà. Mình đi lần lần này mình đi mình trả tiền lần này, lần sau mình đi thì mình phải trả tiền lần sau nhớ, chứ không có trả tiền một lần là đi làm nhiều lần không có. Học sinh ai à? Aujourd'hui c'est école ou vacances? Non, c'est quoi? École? À. Hai mẹ con dẫn nhau đi kìa. Tiệm tùng đồ cửa tiệm đồ bán hàng đồ này nọ đóng cửa hết nha cả nhà, không có tiệm nào mở cửa hết. Sắp tới Noel rồi mà đường vắng vắng tanh, giờ người ta chỉ làm có đèn 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 treo trên trên cao đó, đèn Noel đủ màu thôi. Chứ còn nói về mà làm cây Sa Pa Noel ở ở Lập Lát ở trước cửa Mary thì chắc có lẽ là không không có làm. Cả nhà thấy người ta đi mà vẫn đòi bịt khẩu trang không? Không bịt khẩu trang là bị phạt nha cả nhà. Mình đi làm răng này cũng vậy, ngồi trên xe cho nên mình cũng có bịt. Nó gì sao bác? Quý. Ồ. Sắp tới Noel, Novelon mà như vậy. Buồn ơi là buồn. Nha. Đúng rồi, ve mà không không nhìn sao thì người ta gọi bóp kèn. Đúng rồi, xe này chạy quá ẩu, chạy lộn đường á, rồi muốn ve lại mà không xem ở ngoài sao á cả nhà. Nhà xe làm sao chạy tới nó bóp kèn cái tin. Đây là em gái này chắc mới tập lái xe nè. Đây là sinh viên không á. Học ở bên đây là học sinh từ 17 tuổi trở lên là bắt đầu đi học rồi đi học lái xe nha cả nhà. Học lái xe bên đây là mắc tiền lắm. Học lái xe bên đây á là học để mà cho lấy cái bằng luôn á, biết chạy luôn, lấy bằng cấp á là 3.000 euro. Rồi xong rồi chiếc xe nào mà mới ra mà biết lái thì người ta để chữ A, cái chữ mà chữ A màu đỏ ta dán trên xe. Chừng nào mà kêu bằng lái lâu đời đó, lái lâu á, 1 tháng 2 3 tháng gì đó
thì người ta mới gửi cái đó thành thạo, người ta mới gửi cái đó ra, rồi xong rồi người ta mới chạy xe bình thường như cái xe ở trước mình này, nó không có để chữ A, mà nó để là nó để về sau đít á, để chữ A về sau đít á. Mình thấy chữ A là mình biết những người ta lái mới 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 tập sự lái, thì cái xe cũ mà nó để cái bảng cái để cái vòng tròn là chữ A thì thôi. Mà cái video đến đây cũng mình cũng là được 10 phút 43 rồi, thì mình xin kết thúc tạm biệt cả nhà ở đây nha. Giờ bắt đầu mình vô nha khoa để làm răng, ngồi trong đó để chờ. Ô va cả nhà nha. Bye bye.